nó thúi dưới gốc nè, thúi lên hết, dài là nó bị hư hết rồi, nhũn hết. Nó lên bờ họ trồng đó, coi như ở lên nó không có đọt, lên là bị khô lá, lên là bị khô lá hết. Chết chơi nè, giờ cái xoài này nó còn tươi chưa? Thì thơm. Cái xoài này nó còn lá này nè, từ từ nó cháy cho tàn này chứ, chàng ở dưới này nó nắm này, nắm lại nó cháy cho dưới cái tà này nè, rồi nó cháy cái xoa đây là sao. Nhưng mà cơ bản là coi như năm nay là gần cuối vụ rồi, vi khuẩn này nắm sâu không biết, nhưng mà coi như nó cháy như thế này nè. Vì vậy cho nên là cái chuyện thu nhập của nông dân trồng sen hoặc là cái tổ tiên canh tác cái cây sen này là năm nay thất thu. Thì đầu tư chi phí như vậy là một sồ như vậy là phải trồng 25 mục. Nhưng mà cơ bản là một mục á, thì cái giá thành của nó là mua sang Đà Nẵng có này, rồi ở ngoài có cái hồ mà nó xanh tươi á, đem về đây trồng. Như vậy thì trồng lên là gặp cái vi khuẩn nấm sồ không biết do trong nước với rễ đất, là làm cho cây sang nó chết, năm nay thất thu. Rồi đó. Dùng đây là mình đủ nói chuyện rồi nè. Yeah, please.